Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay. Dạ cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đến chợ Ô Long Vĩ nha. Cũng nằm trên, cũng thuộc xã Ô Long Vĩ luôn cả nhà. Chợ quê hương miền Tây thì chợ nào cũng vậy thôi. Hôm nay mình đến tham quan chợ quê miền Tây nữa nha cả nhà. Đây thì là hàng hóa của bà con mình ở trong vườn rồi cũng mang ra bán nè. Cô vừa có xương xăm nè. Mua đi, mua đi bà. Mấy chục ngàn nữa bà? 82 nè. Hả? 82. Trứng, nấm rơm. Rồi, hello chị nha. Hàng công ty đảm bảo chất lượng nhưng giá cả thì lại rất phải chăng. Nấm rơm. Đây thì mấy hàng bánh nè. Bánh miền Tây nha cả nhà. Bánh da lợn, bánh bò thốt nốt luôn nè. Bánh bò thốt nốt là bởi vì làm bằng đường thốt nốt cả nhà, cho nên là gọi là bánh bò thốt nốt. Mấy giải này là để mai màng không đó hả? Giải này mai rồi, mai màng rồi đó. Dạ. Vậy thì bao nhiêu một tấm lận anh? Để vô con rồi chị. Tùy theo tấm chị, 200 có 250, 300. À tùy theo cái mình dài hay là? Tùy theo số lượng giải nhiều á. Dạ dạ dạ. Còn cái này là giải khúc hả anh? Giải khúc bấm có 10.000 khúc à. Dạ. Vô đây 3 ký mừng nè. Nhưng mà cái này phải biết mai kìa. Dạ, biết mai thì nó rẻ dữ lắm. Dạ. Chụp cái màng đi. em chưa có nhà, em chưa có nhà đâu, còn ở chung. Dạ dạ thôi em cảm ơn anh nha, em đi vô trong chợ chút xíu. Dạ dưa hấu nè, dưa ngon nè chị. Dạ nhưng mà mẹ đi chợ mẹ mua rồi. Dưa ngon quá, ngon dưa đồng phèn, đất dạ. Phèn ngon lắm. Mà nó không, trái nó không có bự hả chị, nhỏ nhỏ vậy đó hả? Nó cái này dâu ba rồi. À dâu ba rồi. Là cắt lần thứ ba rồi đó hả? Tất nhiên vừa dứt dây rồi cô ơi. Dạ. Trời vậy mà đỏ quá trời ha. Dạ, đỏ lắm. 3 ký 10 ngàn hả? 3 ký 10 ngàn. Trời ơi rẻ quá trời luôn cả nhà. Dạ. 3 ký ăn một làng luôn. Đó mà. Dưa hấu miền Tây đó nha cả nhà. Cái bịch này của chị là mấy ký vậy? 3 ký. Cái này cái chị bốn bốn trái nó 10.000 đó hả? Trái 10.000. Trời ơi. Rẻ quá trời. Rẻ hết biết luôn. 3 ký có 10.000 nghe, vô đồng mình đừng nghe, vô đồng phèn lầu gạch mình nghe. Ngon quá trời luôn. Giờ không biết, không biết mình có mua không nữa, mẹ cũng mua thấy để trong tủ lạnh. Tại vì cắt bán mà bán rẻ. Dạ. Chị quê ở đâu? Ở nhà. Em ở chợ mới. Cái này nhà mình trồng luôn hả chị? Mua, à, mua công. Dạ dạ dạ. Còn cái bên này thì là bao nhiêu? Bên này 5.000. À bên này là 5.000, bự hơn chút xíu. Bự hơn chút là 5.000. Dạ. Còn bên đây là nhỏ hơn chút xíu. Dạ. Bây giờ là cái này bóng vốn, cái này là được 1.000 nè. Dạ. Dạ. Trời ơi rẻ quá cả nhà ơi, nhưng mà mình đi quay phim thì mình hoặc đi quay thì không có mua gì, mẹ đi chợ mẹ mua hết trơn. Cảm ơn. Dạ dạ. 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 Ủa đây mình là chợ nào? Chợ xe kinh 7 Ô Long Vĩ. Ờ, bởi vậy tại sao có cái gì kinh 7 giống nữa nè? Kinh 7 dòng Thanh Tre. Kinh 7 là Ô Long Vĩ nè. Đây kinh 7 Ô Long Vĩ. Có hai kinh 7 lần hả? Một cái kinh 7 là dưới. Dạ, còn đây là kinh 7 Ô Long Vĩ, còn cái kia là kinh 7 Vĩnh Tre. Rồi, rồi, rồi. Nhiều nhiều kinh 7 lắm hả? Ờ, kinh nào kinh 7 nữa. Dạ, dạ.
Trời ơi, nhờ vậy đi quay vậy là cho nên là mới biết được chợ này chợ kia chứ tôi không có biết. Chứ để hỏi thì cái ta hỏi à, giống như bữa em đi hỏi thăm kênh đào á. Dạ. Đi thăm quay chợ kênh đào. Thì cái ta hỏi kênh đào nào. mà không biết nói kênh đào nào hết trơn. Nói kênh đào nào gần đây á, người ta nói là chỗ Vĩnh Tre đi vô á. Rồi Vĩnh Tre vô. Đó. Cái thì người ta mới chỉ chứ không thôi người ta nói để kênh đào ở cây dương gì nữa. Dạ đó. Mà rồi có lần là em đi vô trong Tri Tôn á. Có lần vô trong Tri Tôn thì em quay trỏng thì cũng có kênh đào nữa, cái đường đi vô Tri Tôn á. Ê thôi Thoại Sơn chứ Thoại Sơn cũng có cái kênh đào nữa. Chứ cái mình về mình mới nói với người nhà mình đó nó coi lại thì mở máy vi tính lên coi lại nó kênh đào mình quay rồi mà. Thì cái không mình quay rồi mà nếu chợ vui vẻ thì là mình tới mình quay nữa cũng không sao. Quay đây ha, gọi lên chị lên Mỹ Đức á, Mỹ Đức lớn rồi thì dân vui. Mình đi đường nào? Đường này. Đường này hả? Đường nhỏ chạy ra ngoài chợ. Đường này chạy ra ngoài quốc lộ 91 luôn. Quốc lộ 91 đi thẳng hoài luôn hả? Anh đi xa dữ không? Không. Chắc mấy cây à? 4 cây hay 5 cây gì đó. Chứ hồi nãy em đi cái đường kia, cái đường mà chỗ Đức Cố Quảng mà đi vô đó, Vĩnh Tre. Thì đào ngang cái mương trời đi vòng cái đường ấy đi vòng cái đường đất á. Khó đi lắm. Đây ra ngoài chừng 4 cây lên chợ trên đi vui thì dám chứng quay. Dạ là chợ gì nhắc lại ơi. Chợ Mương Khai Lát ơi gì? Mà mấy chợ gì? Chợ gì? Chợ gì chứ ngoài là tao bữa này chợ Mương Khai. Chợ Mương Khai hả? Cái này đi thẳng ngoài là tới luôn hả? Chợ đi thẳng ngoài tới. Chợ Mương Khai Thành Thảo. Rồi, chợ Mương Khai mình chỉ biết vậy thôi, lát mình hỏi thăm bà con chỉ. Mua đi cô, vừa ngon quá trời luôn nè. Còn người ta kêu là cô có tên là hay hơn là chợ Mỹ Đức. Chợ Mỹ Đức phải không? Dạ. Chợ Mỹ Đức, rồi. Chợ Mỹ Đức đi. Chợ nghe tên nó đẹp. Mình đi Mương Khai còn ta đặt chợ Mỹ Đức. Đúng rồi, Mỹ Đức cho đẹp. Đúng rồi, đẹp. Trời, cái này chắc 5 ngàn nè cô, mình đi 3 ký 10 nè cô. Chắc em cũng phải mua mấy trái quá kệ về. Mua đây 3 ký 10 ngàn nè, còn mấy bữa này đi nè cô. Nè, cái này loại 5 ngàn nè. Mua cả nhà ơi, kệ mua máy. Cả nhà ơi. Mua cả nhà ơi, rẻ quá trời. Thôi, nói để đi quay một vòng để bà con đi chợ hết xong lát mới ra mua nha. Sao tại em mua đám nè, bán cho chị ăn dễ ăn. Nhan chút xíu nữa mới ra mua nha. Giờ đi quay đến thôi bà con đi chợ về hết, quay chợ không có ai hết. Không lép tới giờ luôn. Rồi đi nữa. Rồi đi nữa cả nhà ơi. Cô canh 5 ký đi, thấy cô 23 ngàn thôi. Đó, chợ quê miền Tây mình đồ cái gì, đồ gì cũng rẻ hết nha cả nhà. Rẻ mà ngon nữa nha. Đó. Trời ơi, nào đi ra chi. Trời ơi, thì cũng đi. Đi thì chợ. Sao là cái này quay lên lên luôn đó, lên luôn đó. Nhớ lên nói là ở đây bánh trao đầu đỏ, trao đầu dứa ngon lắm. Rồi bánh đúc nữa nè, đó cái món này đặc sản của người ta không quảng cáo. Chuối chè đồ đầy đủ luôn, đủ thứ luôn cả nhà. Bánh tây yến nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi, mình cũng là tín đồ ăn vặt nữa mà mình đi mình thấy chịu không nổi. Bữa nào cũng mua chất giờ ngày qua đi có mua. Sức khỏe xong rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, chị bán cháo lá dứa rồi cá kho tiêu rồi dưa mắm rồi, ngon quá cả nhà ơi. Trời ơi. Đó, chợ quê miền Tây mà bán đủ thứ nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà mình đi về chợ Ô Long Vĩ ghé ủng hộ bà con mình nha. Đó chè nữa nè, đó cho mình mê dữ lắm luôn. Anh quá ngon mà em hộp đi anh. Em qua em mua rồi mà anh để chiều tối cái quên không thôi mình đi, mình cứ đi quay rồi nắng đi nè. Cái để hoài cái quên về để tủ lạnh cái nó hơn. Cái chợ này là bữa nay em quay là em đăng bên chung một vòng tay. Còn mà anh bấm vô cái kênh này cũng được nữa nè. Bấm vô kênh này cũng có em tới hai cái luôn. Tên gì? Bây giờ cái chợ này là bấm vô chung một vòng tay mới thấy. Chung một vòng tay phải không? Dạ. Chiều nay là có liền. Chưa, chắc phải 2 ngày nữa. 2 ngày. Tại vì em còn chiếu mắt chiếu cái chợ Phước Hiền, cái chùa Phước Hiền á. Gì? Không. Chiếu gì ta? Chiếu chợ gì? Chiếu chợ kênh đào. Chợ kênh đào quay hôm qua đó rồi bữa nay làm là chiếu lên chợ kênh đào rồi cái này mình chắc ngày mai đó, mai hay là mốt gì đó là chiếu. Trời tới quay cái anh nó nhìn quay anh đá bỏ nước đá để rẻ mới quay nha, bỏ nước đá cho bà con bỏ nước đá ở tại chợ Ô luôn vậy đó, bỏ rẻ nha, bỏ mắt là hả. Bỏ cho rẻ nha, bỏ mắt là không cho lên tivi đâu á. Trời ơi, còn ghé mua cà phê nữa, cái này cũng cục ghiền của mình nè. Đó, cũng giống nhau nè cả nhà đó, mình cũng cà phê này nè cả nhà ơi. Mình ghiền cà phê lắm đó cả nhà. Đó coi trời. Em đi chứ mà em cũng làm một ca đem theo kìa. Trời ơi, chứ đâu có biết ngồi quán như ta đâu, cứ làm vậy.
cắt nước uống chứ không lẽ ấy cái lát chạy vô quán, chạy vô quán sao được đó, vậy đó đó. Hôm nay vui quá, nhà hôm nay thì mình hỏi thăm đường cũng biết đến chợ chợ xã Âu Long Vĩ của mình thì gặp bà con mình vui vẻ quá. Chợ quê miền Tây của tôi là như vậy đó cả nhà. Có dịp nào cả nhà mình thu xếp công việc ha, đi về thăm một quê hương miền Tây một chuyến đi ha, thì ghé những chợ quê miền Tây như này nè, đồ vừa ngon mà vừa rẻ đó nha cả nhà. Bà con thì vui vẻ khỏi nói luôn, vui vẻ thân thiện lắm cả nhà ơi. Đó. Cô lại cô mua bông điên điển, bông điên điển đó còn lắm luôn cả nhà ơi. Nhưng mà rất tiếc cái là nhà thì cũng không có ai, mẹ sáng mẹ đi chợ rồi mình chỉ đi quay phim thôi, mình không có mua dưỡng hộ bà con hết trơn á. Thấy ngon vậy chứ không mua, chỉ có mua là mua bánh mua chè nè, mà bánh chè ngà là đi chợ kiếm tha vậy trơn, bị mẹ cũng ngao ăn không hết á, rồi cái cứ thảy luôn á, rồi cứ cái thì cũng bị thiêu bỏ ngang qua mua này nè đó. Cho nên bữa nay thì bó em đi quay vậy rồi, giống như mình nắng á, mình treo hoài nó nắng, nó về cứ quên bỏ vô tủ là nó có nước dừa đó đó, rồi cái đâu có dám ăn, ăn sợ đau bụng đó, cứ vậy đó. Dạ cái gì giờ mà giờ ăn cái là mắc liền. Dạ đó, vậy đó, mà giờ mắc vậy đâu có rảnh đâu mà đứng mà ăn, không thôi mua cái ăn liền được đâu vậy. Ủa anh cũng xong công chuyện rồi đó hả? Xong rồi. Hèn chi mà đứng làm ông tám đây nè, thôi em cũng đi chứ em làm ông tám với anh là thôi là tới trưa luôn á. Bà con đi chợ về hết rồi, quay không còn ai á. Chị ơi thôi em đi nghe, hẹn gặp lại chị đi chứ hôm nay em cũng không ủng hộ chị gì hết trơn á. Bữa khác đi ha. Dạ. Đó người đẹp miền Tây nghe cả nhà. Bán đủ thứ món hết trơn luôn. Ờ người đẹp miền Tây. Ủa? Mình nói không có không có phiền gì thôi chứ em nói chuyện vui thì nói thôi. Thì với em thì là người đẹp miền Tây, người khác thì đẹp miền Tây hay không thì kệ người ta. Còn ông anh nè, ông anh thì vui vẻ dễ thương nè đó. Mình thấy vui vẻ đó, bà con thấy vui không không biết chứ thấy cười hoài nãy giờ đó. Lên hình nãy giờ trái mái tôi rồi, thôi tôi đi đó. Dạ chung một vòng tay. Một vòng tay. Còn nếu mà anh có muốn coi đình chùa, anh muốn coi đình chùa, cúng đình chùa này kia nọ, cúng đình cúng chùa này kia nọ đó, là anh coi vô cái kênh này Ấm Áp Miền Tây. Dạ em có hai cái rồi, anh bấm cái nào cũng vô hết trơn. Vòng tay. Dạ cái này là chung một vòng tay nha, em chiếu bên đó chứ để em thôi là đi kiếm nhìn thấy cái này cái là bắt qua bên đây không thấy cái chợ này. Số thôi chị. Thôi em đi nha, bye bye anh nè. Bye. Tên gì giới thiệu lại cho bà con biết nè, là mai mốt người ta có kêu nước đá đặng mà cút nước đá ô luôn vậy. Trời ơi chưng cút. Tại sao có cái tên gì kỳ cục vậy trời? Có tại sao có cái tên gì mà bỏ nước đá thì nghe được mà có cái tên kỳ cục vậy? Tên cút rồi. Tên cút rồi, cái là ta kêu chính cút luôn đó hả? Chính cút. Nghe tưởng là chính cút. Nãy giờ em nghe nãy giờ bởi vì em lại. Bà chị. Trời ơi trời. Nãy giờ em cũng tưởng vậy, em nói tên gì kỳ. Mà. Tên đẹp mà, quỷ sứ. Bá, đi đây bá. Trời ơi, dám kêu tôi là bá nữa. Quỷ dịch rồi. Trời ơi, kêu, kêu ông chứng cúng, ông kêu tôi là bá. Gì trốn trời. Tại lâu nay nhiều chuyện rồi, quay quá đó chị quay lại. Nói chuyện với mấy anh đâu, với anh với cái chị đó mất cuồng mất chết luôn. Trời, trời nó vô duyên động trời vậy đó. Người ta là chính cút. Chính cút mà em nghe làm sao mà nó thành. Không biết không cười hoài. Đây cô bán rồi, cô bán này. Cô bán mấy gia vị này hả cô? Cười hoài cô đã cười được. Sáng giờ bán được nhiều không cô? Bán được nhiều mấy. Trời ơi. Nổ như vậy. Trời đất ơi, đừng có nói là nhà ở gần kho đạn nghe, con không chịu trách nhiệm nha. Đưa lên tặng hình. Lên tặng hình. Cô bán chợ này lâu chưa cô? Bán 4-5 năm. Dạ. Trời ơi, hàng quá đồ của cô nè, đồ trong rẫy ra cũng ngon lắm nè cả nhà. Cả nhà ơi đi chợ ủng hộ cô nha cả nhà. Thôi coi mỗi gian hàng con ghé một chút thôi, con làm bà tám nhiều quá là con không có thời gian. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô thật nhiều sức khỏe, phương mai bán đất ha. Dạ, thôi con đi nha. Cười quá nhà ơi, cười chảy nước mắt luôn. Đó bên kia đó mọi người.
Cả nhà mình có nhìn thấy dưa lưới không? Đây là dưa lưới này, cho chị quay nha. Đó, dưa lưới nè cả nhà. Đẹp không? Trời ơi, đẹp mà ngon đó nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Ở nhà mình trồng được luôn ha em? Hay là mình... Dạ, em mua ở nguyên ngoại chung. Ồ, ngon quá à. Bưởi, chuối, trời em trai giỏi vậy đó. Em trai mà ngồi chợ bán có giỏi vậy không? Ít hơn mấy chị phụ nữ mình nha. Thôi, đi nữa nè. Nói vậy có mít lòng ai không ta? Sorry nha. Vui quá, cười. Hên quá, không có vô máy em. Hên quá, nói không vô. Trời, chú chín ngon quá trời luôn. Dạ. Trời trời, ông Dĩ mình cười, nãy giờ cũng cười ngoài kia, cười, nói chuyện vui quá, cười chảy nước mắt luôn. Trời vui quá. Thôi con đi chút xíu nữa nha. Trời, có khoai lang nữa nè. Muốn mua gì nấu chè. Mắt đi quay không có mua được. Rồi, để mình quay xung quanh chợ cho cả nhà xem nha. Đó, đây là chợ Ô Long Vĩ nha cả nhà. Tên rất là dễ thương ha. Mà chợ quê miền Tây hàng quá ngon mà bán lại rẻ nha. Ngon mà rẻ hả cô ha? Yeah. Ngon rẻ mà bà con thì vui vẻ, thân thiện, dễ thương lắm cả nhà. Hồi nãy vô đó ngay đầu chợ nói chuyện cười quá trời. Đó, chợ quê miền Tây mình phải là như vậy hả cô ha? Ừ. Cho nên thôi lên TV cái... TV dạ, người ta nói chợ gì đâu, bụng hiu cũng đi quay hả cô ha? Đó, chợ phải vui vậy đó. Thôi con cảm ơn cô nha, con đi chút xíu nữa. Dạ. Cho lại quay nữa nha. Dạ, chút nữa con đi đường này ra đó. Đi nữa cả nhà ơi. Ở đây thì tôi thấy chợ thoáng mát, sạch sẽ cả nhà. Rộng rãi lắm. Bà con mình buôn bán hàng hóa thì... cũng trồng được ở trong vườn rồi cũng mang trong rẫy rồi mang ra bán thôi. Cho nên là hạt thực phẩm rất là an toàn mà ngon nữa ha cả nhà, hay ngon rẻ nữa. Trời ơi, mình không biết nói sao nữa, không biết giới thiệu sao về quê hương miền Tây mình cho cả nhà xem nữa. Thì thôi thì cả nhà xem thì tự đánh giá nha, tự nhận xét nha. Đồ rẫy quá ngon rồi. Dạ, đồ rẫy quá ngon. Còn phía trước thì tôi thấy có bán đồ ăn sáng. Thôi mình cũng đi ra ngoài đó một chút xíu nha. Cô mua gì cô? Không mua gì hết. Rồi đu đủ chín đỏ đẹp quá trời luôn. Ngon quá. Đó, đồ rẫy không đó cả nhà. Đó mọi thứ chút vậy nè. Mang ra bán cho bà con mình. Vừa ngon rẻ mà an toàn nữa. Thôi đi ra ngoài này coi. Dạ. Đi đâu? Phía trước này thì tôi thấy bán đồ ăn sáng nè. Còn đi vào trong đây thì hồi nãy là mình đã đi ngang qua rồi ha. Bà con mình buôn bán đồ rẫy đó. Còn phía đây thì là những xe bánh mì. Nhìn thấy ngon, hấp dẫn quá cả nhà ha. Đây là xe bánh mì. Bánh mì hồng đào. Ở chợ Ô Long Vĩ nha cả nhà. Đây tôi thấy có tên chợ rồi nè. Tôi thấy có logo chợ nè. Dài đi. Thôi,
rồi tính nha. Đi nói giùm nha. Chưa trả tiền cà phê, cái kia trả rồi. À, đây là phía trước chợ này cả nhà. À, chợ Ô Long Vĩ. Hồi nãy mình đi là mình đi từ ở sau chợ mình đến cho nên là không có thấy logo chợ. Còn bây giờ là nhìn thấy logo chợ nè. Đây là chợ chợ Ô Long Vĩ nha cả nhà ơi. À, còn phía bên ngoài trước này thì bán đồ ăn sáng này ha. Còn ở trong kia là nhà lòng bán quần áo may sẵn, giày dép. Thôi mình đi vào trong mình xem nha cả nhà. Ở trước này thì bán đồ ăn sáng. Rồi đi vô trong nhà lòng chút xíu nè. Nước mía, nước mía, nước ngọt. Đây là mấy đồ xưa này cả nhà. Mấy cái đồ này thì để cho mình nấu củi đó. Cái mình có mình để cái nồi lên là sẽ không có bị dính lọ. Rổ tre nữa nè. Đó, mấy cái đồ xưa không à. Còn bây giờ thì có những cái đồ ngủ này cũng rất là đẹp nè. Nhưng mà không có bền bằng cái đồ tre này đâu nha cả nhà. Bền lắm luôn á. Rồi đẹp quá, đủ thứ đồ hết trơn á. Còn đây là ca cách nhiệt, giữ nhiệt đó. Và mấy cái thùng cũng vậy nè. Mình đựng đồ nóng cũng được, mà đựng đồ lạnh cũng được. Tất cả đều giữ nhiệt được hết. Ở trong đây thì bán hàng hóa đồ tiêu dùng gia đình ha cả nhà ha. Đủ thứ luôn. Mấy cái bà con mình lựa chọn nè. Trời ơi, có mấy cái ca đựng nước đẹp không? Đẹp quá à. Còn mấy chú heo nữa nè. Mấy chú heo uổng ỉn nè. Dễ thương không? Đó. Dễ thương quá. Có chú mèo Doraemon nữa. À, cái này là mấy cái đồ mút. À, còn đây nữa, còn đây mấy chú heo này nữa nè. Rồi đi nữa cả nhà ơi. Mình đi lên quanh chợ để bà con mình xem nha. Rổ, rổ bự bự không à. Đây là hàng quần áo may sẵn nè. Còn đây thì là đồ gia vị. Trời ơi, đi chợ kìa. Trời ơi. Trời, đang chạy theo người mẫu nhí nè, đó thấy con cá. Quay con đi, đăng con lên đi, con bắt cá. Trời, ăn đi con, ăn giỏi đi kìa, trời lên chọc cá ta. Cá này nó ngon chứ. Đó, đi chọc mấy con cá đó, không chịu ăn. Ở đây thì con nhỏ đây con ba cho hay ba này thì bán cá. Còn chỗ nào không cho má ăn nữa nha. Cái này nè, con cá nữa. Trứng cút có trứng luôn á. Đúng rồi ba. Trời ơi, vui tới luôn á. Xin chào, xin chào. Sáng nay bán được nhiều không? Dạ được chị, cũng lấy gai. Có gì cũng ngon rồi. Trời ơi, trứng cút mà nó có trứng ở trong luôn đó nè cả nhà. Con nào cũng vậy trơn á. Trời ơi, tại vì cút đang đẻ mà. Đẻ hết lúa rồi. Dạ. Trời ơi, đã rồi. Quá
là rất đẹp. Bởi vậy ngon quá à. Cái này mình ngon mình, cái này mình bán con hay là mình bán cả? Dạ, mình bán ký chị. Bán ký hả? Nhiêu ký lần em? Dạ, 100 ngàn. Ồ. Cũng dễ quá ha. Dạ, dính cũng vậy luôn. Cũng dễ ăn quá à. Vịt xiêm, đây là vịt xiêm gặp. Vịt xiêm nè. Trời ơi, đồ làm sẵn ngon quá cả nhà ơi. Nhưng mà mình đi mình quay phim chứ mình không có ủng hộ bà con được cái gì hết trơn. Nè, cái gô được cái gô nuôi nít. Đúng. Hơn 300. Trời, hai con cá 10.000 bạc. Rẻ. Rẻ quá trời luôn, hai con cá 10.000. Về coi lạc hay là chiên anh chú ha. Đó về chiên đi. Dạ, con này lương nè. Đó. Bà con mình thấy không? Chợ á, chợ nông thôn miền Tây vậy đó, chợ quê miền Tây vậy đó. Ngon mà rẻ nữa, mà đồ tươi. Rẻ mà ngon mà đồ tươi không luôn cả nhà. Đó. Lương rồi đó nè. Rồi à, cá chê nè. Cái cá mới cần nãy là cá tên gì chị? Cá Trà Vinh. Cá Trà Vinh đó hả? Chứ phải cá mè Vinh hả chị? Cá Trà Vinh đó, người kêu cá Trà Vinh. Ờ, người mè Vinh, người Trà Vinh ha. Rồi hả, tép lông nữa nè. Trời ơi, khu chợ bán cũng đủ thứ cả nhà. Thôi mình đi vô trỏng nữa cả nhà ơi. À, cứ mỗi gian hàng mình đi một chút xíu nha. À, còn bà chị bán cà na kìa. Lại quay cái mâm cà na chút xíu này cho cả nhà xem cà na mình. À, cà na rồi còn rau đắng nữa, tiền ơi. Cái này là cháo cá rau đắng nha. Rau đắng ăn cháo cá cũng ngon nữa. Cà na. Ủa mà sao nó cà na sao mà nó bị dấu sần vậy chị? Cái này em không có xịt thuốc tại cà na rẻ quá, có mấy gốc em không có xịt. À. Cái này là từ có bông tới về em không có xịt chị. À. Tại thế nó xấu chứ ăn cắt lại. Còn là mấy cái kia người ta bóng bóng là người ta xịt đấy ha, cho khỏi rầy nó khỏi đeo, bởi vì nhìn nó mới bóng ha. Dạ, tại vì mà em ít á rồi thấy rẻ quá không có xịt. Dạ đúng rồi. Thì thôi có ít thì thôi bán xịt chi chị mất công rồi nó. Mấy gốc mà. Dạ dạ. Cà na nguyên chất nha cả nhà, không có xịt phun thuốc gì hết trơn. Nhìn nó xấu chút xíu vậy thôi nhưng mà rất là ngon. Yeah. Thôi thì mình cũng đi quay cho cả nhà mình xem thôi chứ mình cũng không có. Cà na chị không có xịt nè. Còn đây thì cũng là rau ngổ nè. Rau ngổ, rau sầu đâu nữa nè. Đâu. Nhưng mà rau ngổ nhà mới ăn hôm bữa rồi. Cảm ơn em. Ở đâu đi quay vậy cô? Dạ con ở chợ mới. Dạ. Dạ. Thì con cũng đi quay tùm lum hết trơn á, cho bà con mình nhìn thấy chợ này vui, chợ kia ngon, chợ nọ rẻ rồi vậy đó. Đi quay tùm lum hết. Trời này dưới muốn chết. Ôi, vậy là con thấy cũng vui rồi chứ giờ sao giờ cô. Chợ nào cũng vậy chứ đâu có điên chợ mình đâu. Dạ. Đó, lươn nó này, lươn đồng. Ngon quá trời luôn. Trời lên coi. Lươn lên đầu này, lươn lên chịu bán thôi. Trời ơi, rồi, trời ơi, cho bà con người ta cứ xa quê. Đâu chịu bán một chín. Cho bà con, ờ, đưa bỏ vậy. Bỏ vậy con mới nói bậy rồi. Mình đâu có tại đâu chịu bán. Dạ. Quay lên cho bà con mình xa quê hương đó, rồi cái người ta cũng xem đỡ nhớ chợ, nhớ nhà rồi vậy đó. Cho bà con mình xem thấy chợ quê hương mình vậy nè. Đó rồi biết đâu rồi cái chợ Ô Long Vĩ vậy đó. À, chợ Ô Long Vĩ. Có người quay vậy đó. Ở chợ Ô Long Vĩ. Thì kệ quay lên cho bà con mình biết chợ rồi cũng như là người ta xa quê rồi người ta xem rồi ta cũng thấy người nhà người ta bán ở trong đây hoặc là nhà quay, gần đây. Quay cảnh nước lên vậy đó chứ xong đó. Cho nó đổi không khí một chút. Có đi quay cá thiên nhiên nó về đó cũng có đi quay. Thôi đi nha, chị đi một xíu nha. Rồi cảm ơn nha. Con gái bán cá đồng đồ đồng không này cái nào cũng ngon ghê vậy đó. À, có dịp nào đó cô chú anh chị về thăm lại quê hương ha. À, nếu biết chợ Ô Long Vĩ này thì mình ghé ngang mình mua vài món đồ để làm kỷ niệm cho mình và làm quà cho người thân mình nha cả nhà. Đồng thời mình cũng tìm lại những món ăn ngày xưa mình xa quê mình đã từng để quên. Thì mình về thì ghé chợ Ô Long Vĩ thì ủng hộ bà con mình ha cả nhà ha. Ở đây tôi thấy hàng hóa rất là ngon. Đó, đồ tươi không mà ngon. Ngon mà rẻ nữa nha cả nhà. Mà lại rất an toàn. Đó, người dân miền Tây quê tôi là như vậy đó. Rất là thật thà. Buôn bán cũng tất cả đều thật thà lắm cả nhà. Mà vui vẻ nữa ha. Có dịp nào cô chú anh chị về thăm lại quê hương thì thử một lần ghé chợ Ô Long Vĩ ủng hộ bà con mình đi. Đến đây sẽ thấy những bà con mình tất cả đều vui vẻ. Mà hàng hóa thì đặc biệt rất là ngon luôn nha. Tôi chỉ nhắn nhủ như vậy thôi.
Bởi vì là tôi thì đi quay chợ này chợ kia thì tôi cũng biết rất nhiều chợ, thì thấy những chợ quê hương mình, miền Tây mình là đa số là như vậy. Dạ. Kênh của em là kênh Chung Một Vòng Tay. Dạ, cái chợ này là em đăng lên cái bên cái kênh đó. Em còn một kênh nữa, em còn một kênh Ấm Áp Miền Tây nữa. Như chị muốn coi mà em quay cúng đình á, quay cúng đình, cúng miếu rồi chùa hay là cái gì gì đó là chị coi bên Ấm Áp Miền Tây. Ấm Áp Miền Tây nè em ghi nè. Rồi còn cái chợ là em đăng bên Chung Một Vòng Tay. À, chị bấm vô cái chữ Chung Một Vòng Tay là trên TV hay điện thoại là chị thấy hết. Dạ. Ngày hôm qua em quay bên chợ Kinh Đào. Dạ. Rồi cũng vô miếu bà, cũng quay thì cũng luôn hết á, tại vì tháng này là mùa Vu Lan. Cho nên cũng đi quay chùa rồi này kia nọ cho bà con mình xem vậy đó, thấy nét đẹp quê hương. Khi nước ngoài ta cũng xem. Dạ có chứ chị. Đó là toàn là người thật việc thật hết. Ví dụ như bây giờ em nói cái hoàn cảnh đó em đưa lên thì ví dụ chị biết được thì chị cũng nhường cơm xẻ áo, mình cũng chia sẻ chị. Ví dụ vậy đó. Dạ ví dụ như bây giờ thay vì chị đi chợ, bữa đó chị đi chợ 100.000 đi mà bữa nay chị đi chợ 80.000 thôi, 20 để chị giúp người ta. Mình nói thí dụ vậy đó. Đó thì là cũng có những sự chung tay góp sức vậy đó chị. Cho nên là YouTube coi vậy chứ cũng không phải là đồ bỏ đâu, cũng ý nghĩa trong cuộc sống cho bà con mình nhiều lắm. Thấy đồng đâu quá kìa. Đó. 6.100. Mất nhiêu bà? À, thôi chị bán hàng vậy em đi vòng trước để nhà để bà con về hết rồi cái không còn ai. Bao nhiêu? Phía trong này thì là chợ cá này, tôi thấy đồ rất là ngon ha cả nhà ha. Như nãy giờ tôi giới thiệu với mọi người đó, hàng quá rất là ngon. Chợ Âu Long Vĩ cũng có nhà lòng chợ nha cả nhà, rồi buôn bán là tuyệt vời luôn. Và cũng tôi cũng nhìn thấy chợ cũng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ đó cả nhà ha, thoáng mát nè. Còn phía ở ngoài thì cũng rộng rãi chứ không có lấn chiếm lề đường như những chợ khác. Tôi thấy chợ này rất là tuyệt vời. Thôi mời cả nhà mình cùng tôi đi tiếp nữa nha. Đi tham quan vòng vòng xem bà con mình ở quê miền Tây mình đó, bà con buôn bán như thế nào nha. Đây là đồ biển cả nhà, là cá biển thôi. Còn cái này thì cả nhà mình chắc ai cũng biết rồi nè, đi siêu thị cũng thấy nè, rồi chợ nào cũng thấy nè, cá hồi đó cả nhà ha. Để cứ mua về mình làm lẩu đầu cá hồi đó. Đi nữa nha. Còn đây thì là gian hàng thịt heo. Thương 50 cân. Quá ngon. Còn đây là hàng trái cây của em gái nè. Ngon quá cả nhà ha. Đó, nói về quê miền Tây thì trái cây nè, với lại cá đồng nè, rồi là rau củ rồi thì là số 1 rồi. Bởi vì xuất phát từ những thôn quê bà con mình trồng tỉa được thì mới mang đi chuyển đi các nơi. Cho nên là đồ rất là ngon mà rẻ và rất là an toàn ha cả nhà ha. Thì hôm nay tôi cũng đến chợ Âu Long Vĩ cũng theo một bạn giới thiệu. Thì tôi cũng đến để tôi ghi hình lại cho cả nhà mình xem. Nhìn ngắm thấy quê hương của chúng ta rất là đang thay đổi và thay đổi rất nhiều ạ. Như hàng quá rồi buôn bán rồi bà con cũng nhộn nhịp cũng vui nữa. Đủ màu hết cả nhà, đẹp quá à. Đây nè, đây màu đỏ nè, rồi màu xanh nè. Đẹp ghê không? Đó, cho bà con mình, cho chị em, nhất là phụ nữ mình là đến lựa chọn khỏi có cần phải chờ đợi may gì chứ không. Đẹp à. Dạ. Bởi vì giờ tiện quá, đi đâu giờ cũng tiện, chợ nào cũng có hết trơn. Có đồ hết. Dạ, khỏi có cần phải chờ đợi gì mất công. Còn đây là cái gian hàng đồ khô nè. Đồ khô là gồm có bún gạo rồi hủ tiếu rồi miếng rồi nữa nè cả nhà. Đó, cho nên là mình mới gọi là đồ khô ha. Đó, ngon không cả nhà? Quá ngon. Dạ, đồ miền Tây mình là khỏi ngon khỏi nói nè cô ha. Nuôi nữa kìa. Nuôi rồi bánh tráng rồi mũi tôm hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình buôn bán hàng quá thì ngon nè, và cũng vui vẻ như thế nào thì cả nhà mình nãy giờ cũng xem được phải không ạ? Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Giờ đây xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.